Sưng nhiều không? Bình thường đụng chi vô không sưng? Nên nặng do miết mà sưng. Đau à? Để dành nhiều quá. Dành quá đi. Nặng về món cá nó đi lâu rồi nó. Nó lâu rồi mà giờ trừ à. Chưa gì đi là phải la làng là đúng rồi. Mấy đứa rồi? Quên rồi. Ba đứa rồi. Wow. Hậu. Đây thì mình đây lắm. Đấy, ba đứa là một cái tích đó. Vì sợ nuôi ba đứa con là tôi thấy là một siêu giỏi. Đau à? Ui. Y đúng mỡ luôn á. Cục này trong nó vẫn còn chi. Chỗ này mua chỗ này có cục nữa phải không ta? Hồi xưa bị một cục mà ấy là nó bị rớt luôn à, bị kiểu như mình nặng không được cái sưng luôn à. Nó sưng lên cục mẹ đó, cục nó là cục không ra hết cả tiền luôn, không có. Từ nha, em quay bên trên để chị hướng em ra. Rồi, tính xa. Rồi. Cục này chắc nước rồi đây. Cục này à? Hay là cục khác? Không, tay nữa. Cục này mà để ra hai thiệt cái chứ. Để giỏi. Nè con Hậu đâu? Ở bên kia phải không ta? Cơm mà. Mà thôi chắc cũng xong rồi. Em về xíu ấy, để em qua. Chỗ mà, bây mà, bây mà sân. Sân, sân thì trẻ hắn đi, không chị đâu. Do bóp nhiều. Trời ơi trời. Chưa thấy thế. Còn chưa ra luôn. Chưa nặng thế. À, chẳng là. Nó có thịt không phải là.
Để ngõ kia cũng được, để à để ngõ này đẹp hơn. Ôi trời. Như người ta nói thiệt á, mở gà ra là cục nến to quá. Không có câu nói chịu được đau nhưng mà chịu được thiệt á, dạ mà người xem trong đây mà chị định nó hậu không phúc đâu, em phúc rồi không có ông hậu phải có ông phúc chứ. Thế là nói chuyện em nặng sơ trước làm gì thế, nặng quay á. Phúc sao vậy, không thì thôi. Ăn cơm cũng chờ lâu. Còn đây cục nữa. Tôi nhớ không? Không, một cái clip này. Quay bên kia không được à? Mất tay à? Lát nghe. Ok, trời. Rồi bà đau rồi, cục này đau rồi. Bụng thường sẽ đau. Đau nghe. Thôi khỏi không được hả ơi. Chứ chị ra cũng xong rồi. Trời. Tớ nhớ là cái chỗ này có cục này này to lắm. Ta không biết như thế nào. Ấn thằng bờ luôn. Rồi ok, biết rồi. Đau lắm rồi đúng không? Khó. Nhớ mới thay cục mua đây mà thay. Nó có mở rồi, nó lên khó. Mấy phút rồi? 9 phút. 9 phút. 9 phút. Đây ta. Là cục này xí. 1 lẻ 9. Mấy phút rồi? Thôi được rồi. À đây 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 cục này. Bùng ra là cục trắng. Ý coi chừng dính kìa. Dính mỡ vô người. Yeah, I think that.